Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái clip này thì mình tiếp tục làm về Book Plejic và con hàng này là con hàng Ousmane Dembele, một trong những tiền vệ chạy cánh cực kỳ hay của tuyển Pháp và cũng như là câu lạc bộ PSG Eindhoven. Và ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn em Giai Văn Duy đã cho mình mượn cái nick này để mình có thể làm clip về con hàng Dembele này. Nhìn chung thì em Giai Văn Duy thì cũng cho mình mượn nick khá là nhiều lần rồi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chỉ số của Ousmane Dembele nhá. Chiều cao 1m78 này, 26 tuổi, thuận chân phải. Ok. Playstyle là prolific winger, là chuyên gia chạy cánh. Chỉ đá được hai cánh thôi. Cánh phải và cánh trái, tiền đạo cánh phải cánh trái. Ok. AI có Chester Mason Van, nói chung là về chạy và có skill tạt sớm. Chỉ số mắc vào game là 98 này. Nhận thức tấn công 79, kiểm soát bóng 84, dê bóng 96, ái già. Được nhỉ. Giữ bóng chân 82 và chuyền thấp 81, chuyền bóng 82. Ok, dứt điểm 80, ok luôn. Đánh đầu 54 thấp, độ đá phạt 72 và độ xoay bóng 80 cũng được anh em ạ. Chỉ số phòng ngự và chỉ số môn thì bỏ qua này. Chúng ta thấy với tốc độ 96 và tăng tốc 94 rất nhanh anh em ạ. Lực sút 80 ok nhá, bật nhảy 60, va chạm thì 62 thấp, độ cân bằng 83 và thể lực 75. Thể lực 75 thì cũng ở cái mức không phải là cao anh em ạ, không cao đâu. Nếu mà để đá cánh thể lực 75 là thấp đấy. Tần suất sử dụng cho cân thuận là thường xuyên, độ chính xác trong cân thuận là rất cao luôn anh ạ, very high, đá hai chân như một luôn. Phong độ stand mức 2 và kháng thương là thấp. Skill thì có sít xuất phương đảo chân này, double tooth này, chop turn này, cắt bi hai turn này, solo control, ái già, khá là nhiều skill kỹ thuật. Dipping shoot là shoot đập đất, hit trick, đánh gót, thâu passing, chọc khe chuẩn, pin point crossing, chuyền bổng có độ xoáy và điểm rơi tốt này, Rabola, ok. Giờ thì chúng ta sẽ cùng vào với trận đấu đầu tiên với Ousmane Dembele nhá. Ok, ở cái trận đấu này thì mình sẽ đá cánh phải trước anh em ạ. Nói chung là chỉ đá được hai cánh thôi. Thì mình sẽ đá trận đầu tiên thì mình sẽ đá tiền đạo bên cánh phải. Trận thứ hai sẽ đá bên cánh trái. Đấy. Chuyên gia chạy cánh mà. Chỉ đá được hai cánh thôi, thành ra là cứ test mỗi trận một bên một cánh đó. Dembele thì mùa trước cái đá cho Barcelona cơ. Đây là Ousmane Dembele này. Đường vào. Ái giả, tạt được anh em ạ. Nói chung con hàng này tạt ngon nhá. Mình trước thì mình cũng đã trải nghiệm về Ousmane Dembele rồi. Và mình khá là thích cái cầu thủ này. Nhanh này. Nhanh và cũng khá là kỹ thuật nha anh em nhé. Khả năng dứt điểm cũng ở mức ở cái phiên bản này thì mình thấy chỉ số dứt điểm cao lên khá nhiều rồi. Đây là Dembele này, đường vào. Như chung là cái trận đấu này mình test cầu thủ đá cánh ấy, thành ra là chủ yếu là mình sẽ tấn công bên hai cánh này chủ yếu anh em nhé. Tạt bổng, tạt. Nhìn chung là cũng bị nép, chỉ bật tạt rồi nhưng mà vẫn tạt được. Đánh đầu 1-0. Người ghi bàn là Dembele. Trận đấu này mình chỉ có đá tạt thôi anh em ạ. Không tạt bên trái thì tạt bên phải, ok chưa. Drogba chuyển xuống cho Kotic đây. Trời ơi, Dembele đánh đầu thủ môn chỉ có đứng chôn chân rồi. Quả đấy thì chịu luôn, nhìn này. Kotic thì cũng là một máy tạt anh em ạ. Kotic vì khả năng tạt bóng của Kotic thì không phải nghĩ rồi. Khá bất ngờ khi mà Dembele lại đánh đầu ghi bàn. Chỉ số đánh đầu của Dembele khá là thấp. Dembele thì mùa giải trước đá cho Barca thì cũng hay bị chấn thương. Mùa giải này thì mình thấy sang PSG thì không chấn thương nữa anh em. Ôi rồi. Và ai rất bất ngờ đội bạn đã có bàn quân bình tỷ số. Người ghi bàn là Ferran Torres. Trời ơi là trời. Một phút hớ hênh phát là dính đòn ngay. Này, con này tưởng vô được bóng rồi cuối cùng vẫn bị chọc xuống cho Ferran Torres thôi, được không sao, bình tĩnh. Dembele này. Chồng biên xuống cho Dembele. Dembele, bình tĩnh làm gì? Rồi. Tốt. Dembele đường vào. Đánh đâu? Trời ơi, Kotic ơi, sao đánh đầu như thế? Vãi cả trường của ông Kotic. Kotic đúng là chỉ có tạt thôi. Bài đời này,
Ba đơ đánh đầu, ôi trời ơi, lại là Dembele đánh đầu anh em ơi, vãi cái trường. Mình không nghĩ là Dembele lại có thể đánh đầu cú đúp trận đấu này luôn. Chịu rồi, một pha bóng rất cơ bản khi mà bóng lại được triển khai sang bên cánh thôi. Ôi trời ơi, thủ môn chịu rồi, thủ môn những pha đánh đầu của Dembele, thủ môn cứ đứng chôn chân rồi. Cô tích Philip, cô tích không được, đội bạn rồi không cho cô tích tạt nữa, cho cô tích tạt quả đấy này, có khi lại Dembele này còn hết chích đánh đầu luôn. Úi rồi, rồi hiệp đấu đầu tiên nhẹ nhàng 2-1 đã với cú đúp của Dembele. Mùa giải này PSG có thêm cả Dembele, có cả Lee Kang In. Đấy, mặc dù mất Messi và Neymar nhưng mà mình thấy đội hình cũng khá là ngon. Không còn mạnh kiểu gọi là không mua sắm ào ạt nhưng mà thấy là cũng tuyển những toàn những cầu thủ cũng khá là chất lượng. Bruno, đây là ông Bruno gì 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 ở Newcastle ạ, chứ không phải là Bruno Fernandes anh em ạ. Albert Ferrer chọc xuống cho Dembele. Thoáng này Dembele. Kostic, trời ơi. 3-1. Kostic vừa rồi có một pha truyền bóng cho Dembele đánh đầu mở tỷ số và giờ Dembele đáp lễ. Một pha bóng rất cơ bản rồi anh em ạ. Mình nói rồi, trận này mình chỉ có đá cánh thôi. Cứ tạt cánh thôi, chỉ đấy tấn công bằng cánh anh em ạ. Tiếp tục là Dembele này. Chuyển sang cánh cô tích. Ui không được rồi, vẫn còn bóng với mình. Rốc ba không được. Kevin Manner Bider, bóng chuyển xuống cho Philip Scotic. Philip Scotic đường vào đánh đầu 4-1. Ôi pha bóng này là một pha phản lưới nhà anh em ạ. Mình cứ tưởng Dembele đánh đầu nữa, thôi được, phản lưới nhà thì không 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 xem lại. Cái tình huống đấy không có cái gì cả, tưởng Dembele đánh đầu hat-trick thì còn xem lại chứ. Úi rồi, Rodrigo vẫn còn. Rodrigo dứt điểm, trời ơi vai cả trường. Lại là Ferran Torres, quả này nói chung là quả này thì chịu rồi. Ferran Torres không kịp dứt điểm luôn, bóng tự lao vào lưới luôn. Dembele không được rồi. Kevin Manner, Dembele, úi giời, vẫn còn. Rogba xuống cho Dembele. Dembele, anh em có thấy là thể lực của Dembele là vạch đỏ rồi, hết rồi, hết lực rồi anh em ạ. Như kiểu xăng, hết xăng ấy, vạch xuống vạch đỏ là hết xăng đấy, kiểu vậy. Albert Ferrer, Ousmane Dembele, tốt này Dembele, Dembele, trời ơi, ok, trận đấu đầu tiên thì nhìn chung là khả năng tạt của Dembele thì không phải nghĩ rồi, và mình khá là bất ngờ khi mà đáng có lẽ là mình mong muốn là Dembele ghi bàn bằng chân cơ, bằng những pha cớ lòng ấy kiểu, nhưng mà không ngờ nó lại thành gọi là cú đúp đánh đầu anh em ạ. Ok, đến với cái trận đấu thứ hai này thì mình chỉ có đảo cánh thôi, chuyển Dembele sang biên đá bên cánh trái. Đấy, test cầu thủ đá cánh thì chỉ có một là cánh phải, hai là cánh trái thôi, vì ông thần này thì ông chỉ đá được hai cánh đó. Khả năng tạt bóng của Dembele thì phải nghĩ rồi, và cái độ chính xác trong ngôn thuận là rất cao, nên thành ra là anh em đá ở cánh trái tạt bóng một chân trái cũng rất tuyệt vời nhá, có pin qua cốt sinh rồi. Khả năng tạt của Dembele thì phải nghĩ rồi, chẳng qua là ở cái trận đấu này khi mà mình đá ở bên cánh trái thì mình có lẽ là sẽ kiểu sử dụng kiểu dê dắt một chút xong rồi cứ lòng đấy kiểu vậy, chứ cứ tạt mãi thì cũng nhàm chán đúng không. Đây rồi, Ousmane Dembele, Dembele cứ lòng không được, vẫn còn vẫn còn, đưa bóng cho Dembele đi. Đây rồi, Dembele, Dembele, trời ơi cứ lòng như dí nhầm. Được, đó đá bên cánh trái thì anh em có thể sử dụng skill ấy. Dembele có skill double tút thì qua người là dễ rồi. Immobile này,
Ui rồi ôi quả đấy. Mà cái play style Frolinguic Winger chuyên gia chạy cánh này, thì khi mà có bóng ở bên cánh đối diện thì play style này nó sẽ đánh đầu, à không phải, dứt điểm chứ, vẫn còn Messi dứt điểm. Trời ơi, tiếp tục là một pha phản lưới nhà. Chúng ta phải nói đến pha tạt bóng bằng chân trái của Dembele cho Son Heung-min đệm bóng cận thành rất tốt anh em ạ. Quả này thì đây, Messi ở tình huống đó thì cứa lòng vào trong thì tự bạn rất lóng ngóng khi mà để bóng phản lưới nhà. Ok, tỷ số là 1-0. Lewandowski rồi rất thoáng Son Heung-min. Ui giời, rất nguy hiểm. May của đấy đội bạn không dứt điểm, căng thì đứt đấy. Dembele, bóng được truyền xuống cho Dembele. Bider chọc xuống đi, đây rồi. Dembele đường vào. Truyền bằng chân trái vẫn rất ok anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà anh em đá bên cánh trái này thì anh em nên kiểu sử dụng kiểu double tút để qua người trong mà đưa bóng sang chân phải để cứa lòng đấy. Đấy là một phương án khá là hay. Mình thì mình ít dùng được kill lắm. Mình đá đơn giản thôi. Ui dồi, Son Heung-min. Bóng rội cột dọc. Đen cho đội bạn. Hiểu đầu tiên là dẫn trước 1-0 này. Sang hiểu đầu thứ hai thì mình sẽ cố gắng thử sử dụng skill xem nào. Skill nói thật với anh em là đá mạng nó hơi lởm. Thành ra dùng skill nó không mượt, mình không thích dùng. Đây rồi. T-Mobile chọc xuống. Dembele thấy hay xâm nhập vòng cấm phết, đùa đấy mà. Đấy, nói chung là cứ bóng mà có cánh, bóng có bóng ở bên cánh đối diện thì đối diện của cánh của Dembele thì Dembele sẽ bó vào trong vòng cấm để dứt điểm tham gia tấn công. Đó, đây là Dembele này. Vẫn còn Messi. Không được. Bóng chưa đến chân được Dembele. Rai này, tốt. Đây rồi, Dembele. Double tút. Tốt, cửa lòng. Đây rồi, trời ơi. Đóng trúng quân dọc. Immobile. Đánh đầu. Chưa đánh đầu được. Không như trận trước, trận này khó đánh đầu á. Nói chung là Dembele trận trước đánh được 2 quả, mình khá là bất ngờ. Vừa rồi là một pha bóng xử lý cực kỳ tốt của Dembele, nhưng mà Messi. Trời ơi, hơi hiền. Pha vừa rồi mà tình ghi bàn thành bàn nhỉ. Quả đấy double tút xong cửa lòng của đấy thì ngon. Vào của đấy thì gọi là siêu phẩm. Pha bóng rất cơ bản thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần biết cái skill double tút là mọi thứ nó trở nên rất là dễ dàng luôn. Nguy hiểm. Bóng rất lập bập. Dembele này. Lực đen, à lực đỏ rồi. Lại thế lực lại xuống hết rồi. Hết lực rồi. Bellingham. Lewandowski. Không được. Ui. Lập bập thế. Tốt. Dembele. Messi. Tốt này Dembele. Dembele. Đường vào đi. Đánh đâu. Trời ơi. Không có bàn thắng. Quả đấy có bàn thắng thì có để có thêm một kiến tạo không? Ok, trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Mình phải trải nghiệm nhanh con hàng Dembele này, nhìn chung con hàng này cũng khá là ngon anh em ạ. Chạy nhanh, tạt tốt, dứt điểm cũng ok. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video nhá. Và em đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Scabri, ooh. Right beside me, in the Phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Scabri, ooh. Right beside me, in the Phantom off that body, yeah, yeah. Abu